chuyên gia bóng đá thế giới, phát biểu ngỡ ngàng trước chiến thắng của câu lạc bộ Hà Nội trên đất Thái Lan. Tờ Fox Sports đã đưa ra đánh giá của mình về thắng lợi của câu lạc bộ Hà Nội trên đất Thái Lan trước Bangkok United. Trong trận đấu ở vòng loại AFC Champions League với đối thủ Á quân Thái Lan, Bangkok United, câu lạc bộ Hà Nội đã giành thắng lợi với tỷ số 1-0 sau pha lập công của Văn Quyết trên chấm đá 11m ở cuối trận. Kết quả này đã giúp cho đương kim vô địch V-League bước tiếp vào vòng loại cuối cùng AFC Champions League với đối thủ Shandong Liang của Trung Quốc. Nói về thắng lợi của Văn Quyết, Quang Hải và các đồng đội, cây viết Cabritan của Fox Sports ASEAN đã có những đánh giá như sau. Phải đá sân khách, Hà Nội đã thi đấu rất kín kẽ trong suốt thời gian của trận đấu. Hàng thủ của họ luôn biết cách hóa giải những đợt lên bóng nguy hiểm và dồn dập của Bangkok. Đội chủ nhà tấn công chủ yếu ở hành lang cánh phải, nơi có sự góp mặt của tuyển thủ Thái Lan Chitan Đỗ. Tuy nhiên, tất cả đều vô hại. Trong khi đó thì đại diện Việt Nam lại tận dụng tốt cơ hội ghi bàn thắng quyết định trên chấm penalty của thủ quân Văn Quyết. Và người gián tiếp mang đến vận may cho đoàn quân của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm lại chính là hậu vệ trái Everton Koretse sau pha kéo đỡ hớ hênh của Oseni trong vòng cấm ở thời điểm nhạy cảm của trận đấu. Bangkok ở những phút cuối trận đã không thể ghi được bàn và chấp nhận chia tay với AFC Champions League. Chiến thắng trước Bangkok United làm dày thêm lịch thi đấu của Hà Nội FC. Trước khi gặp Shandong Liang, những Quang Hải, Duy Mạnh, Đức Quy hay là Văn Hậu sẽ cùng với Hà Nội FC đá siêu cúp ra với Bình Dương vào ngày 16 tháng 2 sắp tới. Sau chuyến làm khách trên đất Trung Quốc, Hà Nội FC lập tức trở về Việt Nam để chuẩn bị tiếp đón Quảng Ninh ở trận khai màn V-League năm 2019. Như vậy là chỉ trong 8 ngày, đương kim vô địch V-League sẽ chơi 3 trận. Nếu như tính cả trận thắng của Bangkok United, Hà Nội FC chơi 4 trận chỉ trong vòng 12 ngày. Bị Hà Nội đánh bại trên sân nhà, huấn luyện viên Bangkok United nói gì? Kỳ vọng rất lớn trước trận đấu gặp Hà Nội FC, tuy nhiên nhận thất bại 0-1 ngay trên sân nhà đã khiến cho huấn luyện viên Alexander Poking của Bangkok United không khỏi thất vọng. Sau trận thua 0-1 ngay trên sân nhà trước Hà Nội FC, huấn luyện viên của Bangkok United đã không thể giấu được nỗi thất vọng và cho biết. Việc bị loại khỏi giải đấu thực sự là điều đau đớn nhất dành cho toàn thể các thành viên trong đội bóng. Chúng tôi đã chuẩn bị rất lâu cho trận đấu ngày hôm nay và đặt kỳ vọng rất lớn. Vì thế khi thất bại, chúng tôi cảm thấy rất buồn. Tôi không biết phải chỉ trích ai cả vì cả đội đã thi đấu rất tốt. Mặc dù vậy thì phải thừa nhận câu lạc bộ Hà Nội đã nhập cuộc tốt hơn và họ tạo ra được những cơ hội nguy hiểm. Chúng tôi đã phải rất vất vả với áp lực từ đối phương. Với chiến thắng này, câu lạc bộ Hà Nội sẽ gặp câu lạc bộ Sơn Đông Lỗ Nang, đội xếp thứ 3 tại giải vô địch Trung Quốc mùa giải vừa qua trong chiến dịch vé dự AFC Champions League. Còn câu lạc bộ Bangkok United sẽ không tham dự AFC Cup năm 2019. Không đồng tình với quyết định thổi 11m dẫn đến bàn thắng duy nhất của trận đấu, huấn luyện viên câu lạc bộ Tri Bangkok United đã nhắc đến trọng tài. Về bàn thua trên chấm 11m, có lẽ trọng tài đã quá nặng tay, nhưng nhìn chung ông ấy đã điều khiển trận đấu khá tốt. Tôi sẽ không chỉ trích ông ấy, bởi đó không phải là nguyên nhân khiến cho chúng tôi nhận thất bại này. Đó là bóng đá và cả đội cần tập trung trở lại cho những mục tiêu sắp tới. Đó sẽ là chức vô địch Thái Lan. Còn bây giờ tôi xin chúc mừng câu lạc bộ Hà Nội và chúc họ may mắn trên đất Trung Quốc. Cổ động viên Thái Lan chỉ trích thậm tệ đội nhà sau thất bại trước câu lạc bộ Hà Nội. Trận thua ngay trên sân nhà khiến cho cổ động viên của Bangkok United nổi cơn lôi đình và không ngần ngại chỉ trích huấn luyện viên Bangkok cũng như là ban lãnh đạo đội bóng. Dù thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà, Bangkok United đã không thể khuất phục được câu lạc bộ Hà Nội. Thậm chí là sau 90 phút trên sân vận động Thomas, họ còn phải chịu nhận thất bại chung cuộc với tỷ số là 0-1. Ngay lập tức thì thầy trò huấn luyện viên Alexander Poking đã hứng chịu cơn thịnh nộ từ các cổ động viên. Với số tiền khổng lồ mà ông chủ Kun Karon đã bỏ ra để đầu tư cho đội bóng, họ có quyền yêu cầu và màn trình diễn ấn tượng hơn nữa từ đội nhà. Lối đá quá đơn điệu. Với lợi thế sân nhà, Bangkok United là đội kiểm soát thế trận ở cuộc chạm trán diễn ra ngày hôm qua là ngày 12 tháng 2. Tuy nhiên thì số cơ hội thực sự họ có thể tạo ra trước khung thành của Nguyễn Văn Công chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nhận xét về đội nhà, độc giả Paul Murray đã phân tích. Khi mà câu lạc bộ Hà Nội bắt đầu trở nên mệt mỏi, họ lùi sâu về phần sân nhà để nhường lại thế trận. Tuy nhiên, đó cũng là lúc mà độ chuẩn xác trong các đường truyền của Bangkok United lại gặp phải vấn đề. Rất nhiều pha lên bóng dễ dàng bị bẻ gãy bởi sự thiếu chính xác của các tiền vệ. Mỗi khi mà Tristando lên bóng phía cánh phải, anh ta thường đưa ra những pha tạt bóng sớm, mặc kệ cho Nelson Pilani đơn độc trong khu vực cấm địa với nhiều cầu thủ phòng ngự của câu lạc bộ Hà Nội, cũng ít hy vọng làm nên chuyện. Họ dễ dàng bị các hậu vệ bắt bài và phải triển khai làm lại từ đầu. Anh đã nhận định. Không những vậy, ở mặt trận phòng ngự, Bangkok United cũng gặp vấn đề với những tình huống chống phản công. Chỉ riêng trong hiệp 1, không dưới 2 lần, các hậu vệ của đội bóng này đã rơi vào trạng thái 3-3, 4-3 với các tiền đạo của câu lạc bộ Hà Nội. Mọi người đều biết rằng Bangkok United trung thành với thứ bóng đá tấn công đẹp mắt và họ cũng thu hút nhiều người hâm mộ nhờ lối chơi này. Tuy nhiên thì trận đấu với câu lạc bộ Hà Nội đã dạy cho họ bài học về việc bảo vệ khung thành đội nhà. Cổ động viên Apoli đã nhận định. Huấn luyện viên tung ra sân, đội hình giàu sức tấn công. Tuy nhiên, trên mặt trận phòng ngự, ông ta phải có những phương án hợp lý nhằm giải quyết những miếng đánh khác nhau từ đối thủ. Cổ động viên Ken Wiscon đã nhắc nhở. Có chung quan điểm, những người dùng Nutapong, Supotong đã tỏ ra đặc biệt gay gắt. Họ để lộ ra quá nhiều khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hậu vệ cho câu lạc bộ Hà Nội khai thác và dễ dàng tiến vào vòng cấm của đội nhà. Tôi sẽ thẳng thắn chỉ trích và đổ lỗi cho huấn luyện viên bởi thứ chiến thuật tệ hại này. Phát ngán với màn trình diễn của đội nhà, huấn luyện viên Polam Shidi đã cho biết. Câu lạc bộ Hà Nội thi đấu không tốt nhưng màn trình diễn của Bangkok còn thảm họa hơn. Nếu còn tiếp tục thi đấu như thế này, tôi hứa sẽ nói lời tạm biệt. Kêu gọi chàm tướng. Như là một hệ quả tất yếu, nhiều cổ động viên của đội bóng này đã yêu cầu ban lãnh đạo chàm huấn luyện viên Poking ngay sau khi trận đấu kết thúc. Chủ tịch Kun Karon, ông cần nhắc nhở một cách nghiêm túc về việc tạo ra những thay đổi lớn trong nội bộ của đội bóng. Dòng tiền của ông ta đang trôi đi dưới tay Poking một cách hoàn toàn không xứng đáng. Nhiều cầu thủ không xứng đáng với mức lương của họ, trong khi những cầu thủ tốt như là Jumania lại bị ông ta bán đi. Cổ động viên Anderson đã phẫn nộ. Còn với Garisai Lamwang, anh ta lại ví von. Vị huấn luyện viên này với những đứa trẻ nhà giàu như một cách mỉa mai sự hoang phí của ông. Mỗi lần nhìn vào hoạt động của Bangkok United, nó giống như kiểu đứa trẻ nhà giàu mang về món đồ chơi đắt giá mà không có sở thích nghiêm túc hay là đam mê thực sự nào hết cả. Nếu so với các đội bóng khác tại Thái Lít, tôi không nghĩ là Bangkok đang hoạt động một cách nghiêm túc. Anh bình luận một cách gay gắt trên mạng xã hội. Ngay lập tức thì bình luận này nhận được nhiều sự hưởng ứng. Trả lời Kari, cổ động viên Moraam Endava đã viết: Một đội bóng yếu đuối từ thủ đô sẽ không bao giờ có thể đạt tới đẳng cấp cao nhất trong thế giới của bóng đá hiện đại. Trong khi tài khoản Fankowski Fly đã viết: Chúc mừng Hà Nội, còn Bangkok họ thi đấu quá tệ và xứng đáng dừng chân tại đây. Với thầy trò của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm, chiến thắng này đưa họ tiến vào vòng loại cuối cùng của AFC Champions League. Tại đây thì đối thủ chờ đón câu lạc bộ Hà Nội sẽ là gã khổng lồ Shandong Luyong của Trung Quốc. Trận đấu giữa Hà Nội và Shandong Luyong sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 19 tháng 2 theo giờ của Việt Nam trên sân vận động Xi'an Olympic Sports Center. U23 Việt Nam nhận tổn thất lớn trong vòng loại U23 châu Á. Đình Trọng vắng mặt trong vòng loại U23 châu Á. Mặc dù đã được điều trị thành công chấn thương tại Hàn Quốc, nhưng trung vệ Đình Trọng vẫn không thể góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á năm 2020. Trước đó thì Đình Trọng đã phẫu thuật thành công việc gắp mảnh xương nhỏ bị bẻ gần mắt cá sau khi mà trung vệ này gặp phải ở trận chung kết lượt đi AFF Cup năm 2018 của đội tuyển Việt Nam. Tình hình phục hồi chấn thương của tôi tiến triển khá tốt. Khoảng 1 đến 2 tháng nữa tôi có thể thi đấu trở lại. Dự kiến là đầu tháng 3 tới, tôi sẽ quay trở lại Việt Nam. Đình Trọng chia sẻ. Phán quyết thì ghi bàn, Hà Nội thắng Bangkok United 1-0 trên đất Thái Lan. Bàn thắng duy nhất trên chấm 11m của Văn Quyết ở những phút cuối trận đã giúp cho Hà Nội giành chiến thắng 1-0 trước Bangkok United và giành vé vào vòng loại tiếp theo, AFC Champions League. U22 Việt Nam đã vất vả cầm hòa đàn Anh ở V-League năm 2019.
UAE Việt Nam đã có trận đấu quan trọng cuối cùng trước khi rút danh sách dự UAE Đông Nam Á năm 2019 tại Campuchia. Đối thủ của họ là câu lạc bộ Sài Gòn với lực lượng đã ổn định trước mùa giải V-League năm 2019. Dù là thiếu kinh nghiệm thi đấu, nhưng các cầu thủ UAE Việt Nam cũng nỗ lực có bàn gỡ hòa 1-1 trước câu lạc bộ Sài Gòn có đầy đủ ngoại binh. Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tham dự lễ ra mắt của Công Phượng tại Hàn Quốc. Sau khi tất cả các thủ tục để gia nhập Incheon United, Nguyễn Công Phượng sẽ chính thức ra mắt trong một buổi lễ diễn ra vào ngày 14 tháng 2. Bên cạnh đó, thì câu lạc bộ Incheon United đã xác nhận huấn luyện viên Park Hang-seo đã được mời tham gia sự kiện này. Hiện tại thì huấn luyện viên Park Hang-seo đang ở quê nhà và nhiều khả năng ông sẽ tham dự buổi lễ ra mắt của cậu học trò cưng. Công Phượng sẽ chuyển tới Incheon United theo dạng cho mượn từ Hoàng Anh Gia Lai ngay từ trong những ngày đầu năm mới của năm Kỷ Hợi. Tiền đạo xứ Nghệ sẽ trở thành cầu thủ Việt Nam thứ hai khoác áo một câu lạc bộ Calit sau đồng đội ở Hoàng Anh Gia Lai và đội tuyển quốc gia Lương Xuân Trường.